Xin chào các bạn nha. Hôm nay gần Tết các bạn. Ngoài sau lưng là thấy có một vườn hoa nở để chuẩn bị người ta bán Tết rồi nè. Đó, cho nên là bây giờ chị em mình cùng đi làm đẹp, làm móng tay các bạn. Rồi, bây giờ xin mời các bạn cùng xem mình đi làm móng nha. Sau khi đã làm sạch móng đồ xong rồi đó các bạn, cắt da đồ xong hết thì bây giờ là sẽ bắt đầu sơn nha. Thì ở đây mình chọn các kiểu sơn gel. Sau khi sơn xong hơ máy thì sẽ khô luôn ngay lập tức, không có chọn cái kiểu sơn là bình thường nha các bạn. Đây là cái nước sơn gọi là dưỡng cho cái móng nó cứng. Thì mình đi rất là nhiều tiệm rồi, mình thấy là cái tiệm này á, thì cái xài cái nước dưỡng này rất là hiệu quả luôn các bạn. Những lần đi những lần cái tiệm trước á, thì khi mà mình xài xong á, thì cái móng của mình nó bị mềm, bị gãy. Cho nên là khi mà mình sử dụng cái nước sơn này á, thì mình thấy là nó hiệu quả, nó dưỡng được cái móng nó cứng đẹp các bạn. Sau khi mà sơn xong á, thì sẽ bỏ vào trong cái máy hơ để hơ cho nó khô. Không biết các bạn thích như thế nào, nhưng mà mình thì thật sự là mình thấy là sơn gel nó rất là hiệu quả. Nó không có bị xúc ra, không bị tróc ra. Cho dù là mình có rửa nước hay như thế nào đó thì cũng không bị tróc ra các bạn. Mình không có cần phải mất thời gian nhiều để đi làm cái móng tay. Nhiều khi sơn thường á, thì các bạn vài ba ngày là nó bị sơ tróc à, nó bị xúc à. Thì mình phải có thời gian để mình đi làm lại, rồi đi sơn lại nữa. Thì nó rất mất là nhiều thời gian của mình. Nhưng mà mình thấy là sơn gel này á, thì nhiều khi 1 tháng rưỡi mình bận công việc, mình không có đi làm được á, thì nó vẫn đảm bảo cho mình là nó chỉ mọc dài ra thêm thôi chứ nó không có xúc. Rất là thuận tiện cho các bạn làm việc văn phòng, hội việc cơ quan nè, rất là bận rộn những bà mẹ nè. Thì khi mà mình về nhà mình rửa chén, mình nấu ăn, mình làm lụng á, cũng không ảnh hưởng gì đến cái tay của mình luôn nha các bạn. Ở đây thì bạn này đang chọn cái màu sơn màu hồng. Sơn lên là thấy cái tay nó bóng, nó mềm, nó mịn, nó đẹp liền ha. Đó. Màu này là mình đang chọn là màu sơn thạch nha các bạn. Gần Tết rồi thì những người nội trợ, những bà mẹ, những người phụ nữ cũng hãy nên chăm sóc cho bản thân của mình, trau chuốt cho bản thân của mình một xíu bằng một bộ móng tay thật là xinh đẹp để chuẩn bị đón Tết nha các bạn. Phụ nữ thì hãy thương chính bản thân của mình thì mới mong là người khác, đừng có ngồi đó mà mong là người khác thương mình, và hãy tự mình thương bản thân mình. Nếu như mà người khác thương mình nữa thì càng tốt, không sao hết các bạn. Thì lúc đó là hạnh phúc mỹ mãn rồi. Còn nếu không thì mình hãy tự tặng cho mình những món quà, tự làm đẹp cho bản thân mình, tự tìm hạnh phúc, tự tạo động lực cho bản thân mình nha các bạn. Sau khi mà sơn xong rồi thì mình sẽ bỏ vào trong máy hơ. Thì mình thấy thường là các bạn đây là sơn hai lớp các bạn, hai lớp xong sau đó thì mới sơn, có thể là vẽ lên hoặc là đắp hột lên hoặc là đính đá lên, đủ thứ cái cách hết. Nhưng mà thường thì mình chỉ sơn trơn thôi. Người phụ nữ các bạn tây thì có, cho dù là quanh năm là các bạn làm lam lũ
Nhưng mà khi mà Tết đến xuân về thì các bạn hãy tô điểm cho mình một cái bàn tay thật là đẹp để chuẩn bị đón Tết. Thì trong những ngày đó thì ít ra mình cũng được sung sướng. Đây bàn tay của mình đó bạn. Bàn tay của mình nè, sơn nè, và cái móng tay là móng tay thật ha. Dạ, mình rất là thích những người sơn cái móng như vậy, thì mình thích nhìn người ta sơn đó, đẹp. Sơn cái nước thứ hai lên các bạn, rồi sau khi mà sơn cái nước thứ hai lên thì nhìn nó sẽ khác liền, nó đẹp đi. Cái màu thạch này nhìn nó rất là tự nhiên nha. Nhìn nó bóng, nó nhìn giống như là đá, giống như nước, giống như mấy viên ngọc vậy đó. Hồi xưa các bạn thì cuộc sống của mình nó không có được thoải mái như bây giờ, cơm áo gạo tiền và cũng không gọi là hạnh phúc nữa. Cho nên là khi mình cũng không chăm chút cho bản thân, tay thì tay chân thì cũng lam lũ, làm đủ thứ việc trên đời hết. Nhưng mà bây giờ nghĩ lại rồi các bạn thì đúng là mình là phụ nữ thì mình sẽ phải có cái gì đó hy sinh, phải làm việc, phải lo cho gia đình, phải chăm chút cho những người thân. Nhưng mà mình cũng đừng có bỏ quên cái gọi là bản thân của mình hãy chăm chút cho bản thân của mình. Màu này sơn lên nhìn sáng da ghê, đẹp ghê đó các bạn. Sơn lên cái nhìn cái bàn tay thấy cưng liền ha. Mình cũng rất nôn nóng khi để muốn biết được cái thành phẩm đó các bạn. Bây giờ thì cái chủ tiệm đang xem trên cái mẫu trên cái máy điện thoại để làm cho giống cái mẫu đó đó. Ở đây thì có một ngón là sẽ sơn kim tuyến. Trên kim tuyến vàng cũng rất là dễ thương. Và bây giờ thì sẽ vẽ bông đi trên cái ngón các bạn. Nè, mình những cái bông nhỏ nhỏ thôi, bằng cái đầu chấm bi đó thôi, chứ không có vẽ cầu kỳ nha các bạn. Để mình quay gần cho các bạn nhìn. Những cái chấm bông hoa vậy thôi, cái điểm xiết lên cho nó nhìn nó tinh tế hơn xíu thôi.
làm lên hai ba ngón thôi. Nhìn cũng dễ thương ha bạn. Các bạn thấy là khi mà sơn lên thì cái bàn tay nó đẹp liền, đẹp lạ thường này, nhìn thấy cưng đi. Cái màu hồng này cũng màu hồng dễ thương ghê, màu hồng công chúa, màu hồng baby dễ thương ghê. Bông hoa năm cánh. Còn cái đó có nửa bông mà cho nên ba cánh. Rồi bây giờ phải coi để làm thêm cái nhụy nữa các bạn. Làm thêm cái nhụy hoa màu đỏ. Bông trắng nhụy đỏ ha. Những cái người làm cái nghề này thì cũng tương đối là khéo tay ha các bạn. Bên đây nữa. Rồi, tới bên này. Em của mình nó thì thường ngày ít có làm móng lắm các bạn. Chỉ có dịp Tết là tự thưởng cho mình một bộ móng thôi, chứ thường ngày ít có làm lắm. Đây là chủ nhân của bàn tay đó đây. Bây giờ thì sẽ sơn bóng các bạn. Sơn bóng cái lớp bóng cuối cùng để bảo vệ cái lớp sơn của mình nãy giờ đó. À, những người thợ này thì mình thấy là họ khi mà sơn thì họ sẽ khóa cái đầu móng lại, cho nên là cũng tránh cái sự mà bong tróc á, cũng đảm bảo được cái chất sơn nó bám mà rất là kỹ, rất là chắc. Nó khóa đầu móng đó. Khóa đầu móng lại. Thì khi mà đi làm móng thì mình cũng thích những cái chỗ mà làm kỹ như vậy. Nhìn thích ghê các bạn, nhìn cái bàn tay thích ghê. Hồi nãy quên chưa có sơn cái màu kim tuyến vàng lên trên cái ngón này cho nó đồng bộ với cái bàn tay bên kia. Chờ một xíu ha, cho cái bàn tay kia nó khô xong mình sẽ bỏ cái này lại vô để cho nó cái ngón màu vàng này nó được khô á. Thì bắt đầu mình sẽ sơn ha.
Và đây là thành phẩm nha các bạn. Đôi bàn tay nè. Bây giờ nè, nhìn nó quyến rũ nè. Đó. Nhìn đẹp và quyến rũ ghê không? Cái cô thợ này cũng tương đối là khéo tay ha các bạn. Đẹp quá à. Video của mình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nha. Các bạn hãy ủng hộ kênh của Như Tuyết nha các bạn.